lớp xe hơi truyền thống sắp hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Michelin và General Motors đang đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ lớp xe không cần khí nén NBT để có thể triển khai đại trà vào năm 2024. Kể từ khi ra đời vào những năm 1800 và cho đến tận bây giờ, lớp xe hơi hoạt động trên cùng một nguyên tắc cơ bản, đó là không khí nén trong vỏ cao su hình tròn, đã có nhiều tiến bộ về vật liệu và cấu tạo của lớp khí nén, nhưng hệ thống tổng thể vẫn được giữ nguyên. Các mặt bên dưới của lớp bị hư hại theo thời gian, gồm các vết thủng, mài mòn, xì hơi và mòn không đều, luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Lớp không dùng khí nén hay NBT không phải là một ý tưởng mới, nhưng cú bắt tay của Michelin và General Motors dường như đang dẫn đầu về thử nghiệm. Để ra sản phẩm thương mại vào năm 2024, Michelin Optics là một công ty con thuộc tập đoàn Michelin Pháp đã bắt tay nghiên cứu lớp NBT từ năm 2005 và dường như sắp đến đích khi mới đây đã cam kết rằng sẽ ra sản phẩm vào năm 2024, chấm dứt kỷ nguyên lớp khí nén suốt 200 năm qua. Trong quá trình thử nghiệm, một vấn đề thường xuyên xảy ra với lớp NBT là nóng và cứng hơn, do đó gây hại lên hệ thống treo nhiều hơn so với lớp khí nén. Tuy nhiên, sự tiết lộ về vật liệu và cấu trúc của lớp xe rất khả quan, và Aptis là ứng cử viên tốt nhất hiện nay. Một số thử nghiệm khác cũng đã áp dụng công nghệ này trong các môn thể thao tốc độ, từ đua xe đạp đến xe công thức 1 nhiều nhà sản xuất lớp hàng đầu như Hankook, Bristol, Sumimoto và thậm chí cả nền công nghiệp quốc phòng nhiều nước cũng để mắt đến công nghệ này từ lâu. Nhưng có vẻ Michelin và GM có khả năng đưa sản phẩm của họ ra thị trường đại chúng sớm nhất. Hình ảnh thử nghiệm lốp không khí nén NBT trên xe Chevrolet.